Dạ con kính định lễ sư. Ê, dạ Con chào các kính thầy. lễ sư ạ. Dạ, con kính lễ sư ạ. Dạ dạ Dạ, dạ con kính lễ sư ạ. dạ chào các vị. Dạ, con kính là lễ sư ạ. Dạ, chào tất cả các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Hôm nay chúng ta học một trong những cái phần quan trọng ở trong vi diệu pháp, đó là phần lộ trình tâm. Do vì đây là một trong những cái phần quan trọng đó, cho nên tôi cố gắng để trình bày cho các vị. Tuy rằng cái phần lộ trình tâm này hơi phức tạp, nhưng mà ở trong cái lộ trình tâm này chính là những cái phần tổng hợp lại các cái kiến thức mà chúng ta đã học. Vì chúng ta học ở trong cái phần thập yếu hiệp á, đó là những cái phần nền tảng để chúng ta học lộ trình tâm, tức là bài học ngày hôm nay. Lộ trình tâm á, tức là học về cái tiến trình diễn tiến của tâm. Các cái bài học trước chúng ta học về thế nào là tâm, thế nào là sở hữu, và tâm có bao nhiêu tâm, đó là chúng ta học về từng đơn vị tâm pháp rời rạc. Còn trong cái lộ trình tâm này đó, là chúng ta học về cái tiến trình sinh tiến của các cái tâm pháp như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta học về cái lộ trình tâm á, thì chúng ta nhắc lại các một vài cái quy luật của tâm pháp. Đó là trước hết á, là trong cùng một thời điểm thì chỉ có một tâm sanh, chứ không thể có hai tâm sanh trong cùng một lúc. Cái quy luật thứ hai đó là trong cùng một thời điểm á, thì tâm chỉ biết một cảnh, chứ không có thể biết cùng hai cảnh hoặc nhiều hơn trong một lúc. Chúng ta ví dụ giống như là cái tâm tham á, bắt nhiều cảnh khác nhau, do vì cái thấy cái cảnh đẹp mình cũng có thể khởi lên cái tâm tham, do vì nghe cái tiếng hay mình cũng có thể khởi lên tâm tham, do vì mình ngửi một cái vị mùi thơm mình cũng khởi lên tâm tham, vân vân. Nhưng trong cùng một thời điểm á, thì tâm tham nó chỉ biết một cái cảnh nào đó thôi, chẳng hạn giống như là cảnh sắc hay là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chứ không có thể mà cùng lúc nó là biết cả hai. Và một cái điều quan trọng nữa, đó là cái thời gian sinh diệt của tâm. Thì để mường tượng cái thời gian sinh diệt của tâm nó nhanh như thế nào đó, thì chúng ta biết là hôm nay là bằng những cái phương tiện khoa học mà chúng ta biết rằng là tất cả mọi cái thành phần vật chất á, nó luôn luôn là nó chuyển động, luôn luôn là thay đổi, hay nói theo kinh điển chúng ta, nó là luôn luôn là vô thường.
Và cái vô thường của cái vật chất á, là nó nhanh đến cái mức độ mà mắt của chúng ta không có thể nhìn thấy kịp. Những gì mà chúng ta nhìn thấy được đó, đó là chúng ta nhìn thấy cái một cái tổ hợp chung, chứ không thể nào mà thấy được cái sự sinh diệt, cái sự diễn tiến từng cái đơn vị sắc pháp. Giống như chúng ta thấy một, chúng ta nhận ra một người quen cách đây vài năm, vài mươi năm vân vân, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta gặp lại người đó mà vẫn có thể nhận ra người đó. Nhưng mà kỳ thực là trong từng giây phút một là con người đó nó thay đổi hết. Người mà chúng ta thấy năm nay đó thì hoàn toàn không có phải là cái người mà chúng ta biết cách đây mấy mươi năm. Là bởi vì sao? Bởi vì trong cái con người đó đó, tâm họ đó, nó đã thay đổi, và cái thân sinh lý họ cũng thay đổi. Một câu nói rất nổi tiếng ở trong triết học Hy Lạp, đó là con người không thể hai lần tắm trên một dòng sông. Là bởi vì cái dòng sông ngày hôm qua chúng ta tắm á, và ngày hôm nay nó không phải là một. Cái dòng nước đó nó đã thay đổi, nó đã trôi đi mất rồi. Cái dòng nước mà ngày hôm nay chúng ta tắm á, nó chỉ là cái hình ảnh giống ngày hôm qua thôi, chứ nó không phải là dòng nước của ngày hôm qua. Thì về cái phương diện vật chất á, thì chúng ta biết rằng là cái tốc độ sinh diệt của nó là chúng ta không có thể nào chúng ta quan sát được. Và ở trong kinh có ví dụ giống như là chúng ta thấy cả thấy một chúng ta quan sát một đàn kiến nó bò từ xa đó, thì mình thấy nó giống như là một cái sợi dây. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đến gần á, thì một cái đàn kiến đó hay là một đàn mối đó, đó nó là từng cái từng sinh vật nhỏ bé, từng sinh vật nhỏ bé và luôn luôn phải chuyển động. Và do vì chúng ta quan sát từ xa đó thì chúng ta không có thấy được từng cái thành phần riêng biệt, mà chúng ta phải thấy nó giống như là một cái chuỗi dài. Đó là do vì cái tốc độ, cái mắt của chúng ta nó không có đủ tốc độ để mà mình nhìn được những cái thành phần vật chất ở đó. Nó giống như là khi chúng ta nhìn một cái cánh quạt đang xoay, thì do vì cái cánh quạt nó đang xoay với một cái tốc độ cao, cho nên chúng ta không có thấy được mỗi cái cánh quạt của cái quạt đó, mà chúng ta chỉ thấy là một cái vòng tròn. Là do vì cái quạt đó nó xoay quá nhanh, chúng ta chỉ thấy được cái vòng tròn. Thì thật ra những cái gì mà chúng ta quan sát bằng các cái giác quan từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả đó nó đều có những cái giới hạn của nó. Và thông thường đôi khi những cái gì chúng ta suy nghĩ đó là chúng ta chỉ suy nghĩ trên cái nền tảng nhận biết qua các cái giác quan thôi. Cái gì mà vượt qua ra ngoài cái sự quan sát của các giác quan đó thì phải dùng đến cái sự hiểu biết bằng cái trí tuệ. Nó cũng giống như là ngày hôm nay chúng ta nói về các cái bệnh lý, thì nhờ có cái điều kiện khoa học cho nên chúng ta mới thấy, chúng ta mới biết được là những con vi trùng, con vi khuẩn. Chứ ngày xưa thì chúng ta cũng đâu có biết được là đôi khi bệnh như vậy nó có những cái thành phần vật chất như là vi trùng, vi khuẩn đâu. Nhưng mà giờ nhờ là các cái công cụ khoa học cộng với cái trí tuệ của các nhà khoa học mà chúng ta xác định được cái điều đó. Vậy thì ở trong cái thế giới vật chất á, thì ngay cả những cái vật chất mà chúng ta nghĩ rằng là mình cũng có thể mình biết được, nhưng mà kỳ thực là mắt cũng như các cái giác quan khác của chúng ta không có biết được. Thì huống nữa đây là cái trường hợp là đối với tâm pháp, tức là những cái thành phần vô hình. Và đối với cái thành phần vật chất, tức là sắc pháp đó, mà nó còn vô thường biến đổi nhanh đến mức độ mà chúng ta hoàn toàn không có thể quan sát được. Chẳng hạn giống như là những cái gì mà chúng ta nói về cái tốc độ ngày hôm nay chúng ta được biết, chẳng hạn giống như là cái tốc độ ánh sáng vân vân, thì nó vượt ngoài tất cả những cái
những cái tốc độ nào, những cái gì mà chúng ta có thể quan sát được, hoàn toàn ta thấy được nó. Hoặc là đơn giản giống như là cái tốc độ của các cái, giống như chúng ta nói về cái điện gia dụng ở trong nhà đi, thì khi chúng ta mở cái công tắc thì lập tức là cái đèn nó sáng, nó sáng tức thì. Như vậy gần như chúng ta thì không có cái thời gian. Thì tôi dài dòng như vậy để tôi nói rằng là đối với các cái thành phần vật chất đó, thì cái tốc độ thay đổi của nó đó là chúng ta hoàn toàn chúng ta không có thể quan sát được bằng mắt. Và ở trong kinh nói rằng là cái tâm của chúng sinh á, nó còn sanh diệt nhanh hơn là sắc pháp 17 lần. Có nghĩa là khi một cái sắc nó sanh lên á, cái thời gian tồn tại của một sắc á, thì nó bằng cái thời gian tồn tại 17 lần của tâm. Tức là một cái sắc sanh lên á, thì nó bằng cái tâm nó sanh đi sanh diệt, sanh đi sanh lại 17 lần. Đó là một trong những cái phần liên quan đến cái phần liên quan đến trong cái lộ trình tâm. Và ở trong cái lộ, trong cái, do vì cái tâm mà nó sanh diệt với một cái thời gian quá nhanh như vậy, cho nên không có một cái đơn vị đo lường thời gian nào mà chúng ta tính được hết. Ngay cả ngày hôm nay, đôi khi chúng ta dùng những cái đơn vị đo lường mà quá nhỏ đó thì nó đã khó rồi. Chẳng hạn giống như chúng ta chỉ còn tính là 1%, 1/1000 giây thôi, là có những cái đơn vị thời gian cực nhỏ mà mình cũng có thể mình mường tượng thôi, chứ nó cũng không có một cái đơn vị được. Cái bình thường, cái sinh hoạt hàng ngày, hầu như chúng ta không có cái nhu cầu để diễn đạt đến một cái thời gian ngắn ngủi đến như vậy. Do vậy ở trong ví dụ pháp đó, hay là trong kinh đó, là có nói đến một cái đơn vị mà không có một cái đơn vị ngày hôm nay tương đương. Do vậy mà chúng ta chỉ vì sử dụng nguyên mẫu của cái chữ Pali, đó là cái chữ Khanh á, và chúng ta dịch là sát na. Chữ sát na này là cái chữ là cái chữ phiên âm thôi, chứ không phải là chữ dịch. Khanh á tức là một cái đơn vị thời gian cực nhỏ, chỉ cho cái thời gian tồn tại của một tâm khi nó sanh lên. Và thời gian nhỏ như thế nào? Ở trong kinh ví dụ một cái khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng hạn giống như là tương đương với một nháy mắt, thì cái thời gian một nháy mắt đó nó đủ để cho tâm nó sanh đi, nó sanh diệt, diệt sanh hàng tỷ lần. Thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nháy mắt như vậy đó, là thời gian đó nó chỉ là một phần của giây thôi. Có thể là phần trăm, phần chục, phần trăm chi đó của cái giây, một giây thôi, chưa tới một giây. Thì trong cái khoảng thời gian một phần mấy mươi của giây đó lại được chia ra hàng tỷ lần, thì chúng ta biết rằng là cái tâm nó sanh diệt nhanh đến mức độ nào. Và cái khi mà cái tâm mà nó sanh diệt nhanh như vậy đó, và đã vậy cái tâm còn vô hình, do đó cái ở đây chỉ có thể bằng phần trí, bằng cái sự đại ngộ thì mà các ngài mới biết được thôi. Chẳng hạn giống như là các nhà khoa học ngày hôm nay đó, là bằng cái khả năng suy luận, rồi bằng các cái phương pháp khoa học mà có thể biết được cái khoảng cách của cái hành tinh này với hành tinh bên kia, vân vân. Chứ còn mà chúng ta cũng không có một cái công cụ nào mà chúng ta có thể là không có một cái thước nào mà có thể đo được hết. Thì có những cái vấn đề đó mà chỉ có thể được hiểu, được thấy bằng trí. Do vậy ở trong kinh khi mà nói đến con mắt á, thì ngoài cái nhục nhãn ra, tức là mắt bằng thịt của chúng ta đó, thì nó còn có những cái loại mắt khác. Mà một trong những cái mắt quan trọng nhất đó, đó là cái tuệ nhãn. Vậy thì khi chúng ta học về lộ trình tâm đó, thì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian mà tại sao mà
ở trong các cái lộ trình tâm luôn nói đến cái con số 17. Con số 17 đó là khi một cái cảnh mà nó sanh lên, thì như chúng tôi vừa thưa với các vị đó là khi mà cái tâm nó nhận biết cái cảnh đó, thì cái cảnh đó nếu mà đó thuộc về cái cảnh sắc, hay là bất cứ cảnh nào thuộc về vật chất, thì cái cảnh đó nó sẽ tồn tại lâu bằng 17 lần cái tâm sinh. Và do vậy đó là trong cái lộ trình tâm đó, là chúng ta sẽ quen thuộc với cái con số 17, là lý do này. Rồi nhắc lại là cái bài, những cái bài chúng ta đã học đó, đó là những cái việc làm của tâm, hay là chức năng của tâm, hay phận sự của tâm, thì tâm có tất cả là 14 cái chức năng hay là 14 cái việc làm. Và một trong 14 việc làm đó đó là có cái việc làm là tâm nó dẫn chúng sinh đi tục sinh ở một cái cảnh giới nào đó. Mà ở trong lộ trình tâm á, thì cái tâm này á, là chính là cái tâm đầu tiên của kiếp sống. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn giống như là ví dụ giống như đây là cái kiếp hiện tại. Còn tất cả đây á, thuộc về quá khứ. Rồi đây là kiếp vị lai. Thì mỗi cái kiếp này á, là đời sống của một chúng sinh. Và ở trong cái đời sống đó đó, từng chúng sinh á, có những cái thiện và cái ác khác nhau. Và chính cái thiện và cái ác đó, nó để lại vô số cái quả. Chúng ta lấy ví dụ cái đời sống của chúng sinh con người, là do vì một trong những cái nhân thiện nào đó trong đời quá khứ. Và cái nhân thiện đó, đó nó sẽ cho nhiều quả. Và trong những cái quả đó, đó có những cái tâm quả thiện. Và những cái tâm quả thiện này làm cái việc tái tục cho chúng sinh một cái đời sống nào đó. Và ở đây á, là khi mà một chúng sinh vừa mạnh chung ở trong cái kiếp, đây là cái phần này thuộc về cái kiếp quá khứ nha, phần này thuộc về cái kiếp kế và quá khứ kế này, thì khi mà cái tâm cuối cùng sanh lên ở trong cái kiếp quá khứ kế kiếp hiện tại, thì cái tâm đó gọi là cái tâm tử. Và ngay sau khi tâm tử sanh lên và diệt đi, thì ngay khi đó đó một cái tâm kế tiếp sanh lên gọi là tâm tục sinh. Và ở trong vi diệu pháp đó, không thừa nhận là giữa cái tâm tử và cái tâm tục sinh, ví dụ tâm tử là đây và cái tâm tục sinh là đây, ở trong vi diệu pháp không thừa nhận một cái khoảng thời gian, cái thời gian trung gian là khi tâm tử, khi tâm tử sanh lên, tức là một chúng sinh đã mất đi, thì chúng sinh nó không có đi đầu thai đâu hết, mà có một cái giai đoạn mà một số quan niệm Phật giáo bắt truyền gọi là cái giai đoạn là thân trung ấm, tức là chúng sinh nó chưa đi đầu thai ở kiếp nào hết, mà cái linh hồn đó nó vất vưởng ở đâu đó, người ta gọi là cô hồn hay là vong hồn, tức là những cái linh
hồn những cái vong linh không có nơi nương gá, tức là chưa được đi tái sinh. Do vậy ở dân gian, nhất là ngày xưa ở tôi nhớ cái vùng quê của tôi đó, là người ta hay rủa nhau rằng là mày làm những cái tội lỗi gì mai mốt thì chết, mày không có đi đầu thai. Không đi đầu thai nghĩa là làm những cái loại cô hồn, nghĩa là chết rồi nhưng mà không có nơi tục sinh. Người ta cứ mừng tượng rằng là nó giống như là một người mà không có nhà ở, như vậy sống bất vượng ở ngoài đường, chưa có cái chỗ nào đi đầu thai. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp đó, khi mà một cái tâm tử sanh lên là lập tức kế sau đó là cái tâm tục sinh. Và không phải là do vì cái tâm tục sinh này nó có mặt một cách ngẫu nhiên, mà cái tâm tục sinh này nó sanh lên là nó do vì đó là cái kết quả của những cái thiện hay là cái ác ở trong cái đời quá khứ. Và đã là cái kết, nó đã là cái quả của một cái nhân nào đó, nó luôn luôn nó có những cái duyên an bài cho nó. Chẳng hạn giống như là chúng ta không cần phải sắp đặt là một viên đá được ném trên hư không nó sẽ rớt xuống chỗ nào, chúng ta không cần phải sắp đặt điều đó, mà miễn là chúng ta ném cái viên đá trên không thì bắt buộc nó phải rơi xuống. Và tùy theo cái lực mà chúng ta ném như thế nào gì đó, rồi tùy theo cái mặt đất mà nó, khi mà nó tiếp đất nó như thế nào đó, nó sẽ có một cái chỗ, nó sẽ có cái chỗ rơi nằm ở đó. Chứ không có thể nào một cái viên đá mà khi chúng ta ném trên không mà nó lơ lửng ở đó, nó chờ tìm được cái chỗ mà nó có thể nó rớt xuống, nó mới rớt xuống. Nó không có như vậy, mà đây là cái quy luật. Thì ở trong vi diệu pháp nó có một cái quy luật là khi mà một cái tâm tử sanh, cái tâm tử diệt đi, thì lập tức cái tâm kế tiếp làm cái việc bắt đầu một cái đời sống mới. Và cái tâm này á, là vốn là cái tâm quả. Chúng sinh tục sinh từ cái chúng sinh ở chúng ta học ba trong 31 cõi đó, và 12 hạng người đó, thì với hạng người nào từ người khổ cho đến vị cao nhất đó là vị thánh tứ quả, rồi từ cái cõi thấp nhất là cái cõi địa ngục cho đến cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, thì tất cả khi mà tục sinh đó, thì luôn luôn nó là cái bằng cái tâm quả, tức là cái tâm nó là cái kết quả của cái thiện cái ác ở trong cái đời quá khứ. Và có ba cái việc làm của tâm, đó là tâm dẫn đi chúng sinh tục sinh, hộ kiếp và tử. Thì ở trong cái phần lộ trình tâm này á, thì ba cái việc làm của tâm này á, là luôn luôn chúng ta phải nhớ. Chúng tôi vẽ lại, chúng tôi lấy ví dụ là đây là một cái kiếp sống của chúng sinh. Thì cái tâm khởi đầu của kiếp sống á, đây là cái tâm khởi đầu, tâm đầu tiên, gọi là tâm tục sinh. Và cái tâm cuối cùng gọi là tâm tử. Và cái khoảng giữa bắt đầu từ cái tâm thứ hai cho đến cái tâm cận tử, cái tâm kế cái tâm tử, được gọi là cái thời gian của kiếp sống, hay gọi là cái thời bình nhật. Cả một cái chuỗi này gọi là bình nhật. Và trong cái khoảng thời gian bình nhật này đó, thì nó có hai cái loại tâm được gọi là cái tâm chủ quan và tâm khách quan. Bình nhật thì có hai, nó là chủ quan và khách quan. Chúng ta còn nhớ một việc, một chức năng của tâm á, gọi là cái chức năng hộ kiếp, tục sinh, hộ kiếp và tử.
hay là tục sinh hữu phần và tử. Thì tâm nào làm việc tục sinh? Trong đó có 19 tâm quả làm việc tục sinh. Đó là hai cái tâm quan sát, thọ xả, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đấu đại. 19 tâm này làm việc tục sinh. Thì cái tâm nào mà làm việc tục sinh á, thì cũng chính cái tâm đó đó làm việc tử. Tức là tục sinh bằng cái tâm nào thì khi tử á, cũng chính bằng cái loại tâm đó. Ở lớp học trước đây có một vị học viên á, hỏi rằng là trong kinh sách nghe một vị sư nào đó giảng rằng là với một người mà chết bằng một cái tâm bất thiện như là tâm sân chẳng hạn thì dễ dàng sanh xuống. Nhưng mà tại sao mà chúng ta học ví dụ pháp á, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm tử á, là cái tâm quả chứ không phải là cái tâm thiện hay là bất thiện, thì làm sao có trường hợp chết bằng cái tâm bất thiện được. Thật ra khi chúng ta nói rằng là chết bằng cái tâm bất thiện á, là chúng ta mới nói đến cái giai đoạn động lực trước khi chết, chứ không phải cái thiện hay là cái ác á, trước khi chết, chứ không phải là cái tâm cuối cùng gọi là cái tâm tử. Cái tâm tử luôn luôn giống với cái tâm tục sinh. Hễ mà một chúng sinh tục sinh bằng cái tâm nào thì chúng sinh đó sẽ tử bằng cái tâm đó. Ví dụ như là chúng sinh ở trong cõi địa ngục tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, thì cái tâm cuối cùng của đời sống đó trong địa ngục thì cũng là bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Và cái tâm tục sinh bằng cái tâm nào thì ở trong cái thời bình nhật đó, thì cái tâm đó nó sẽ có một cái tên khác gọi là, cả cái thời bình nhật thì gọi là hộ kiếp hoặc là hữu phần. Cả hai chữ này nó đều được dịch từ cái chữ Pali là chữ phá quăng gá. Và đối với tôi đó, hai cách gọi này đều hay hết. Cái chữ phá quá đó, nó có nghĩa là cái sự hiện hữu hay là một cái sanh hữu, một cái đời sống. Còn cái chữ ăn gá đó, nó có nghĩa là một cái chi phần. Và phá quăng gá đó, thì nếu mà dịch sát á, thì chữ hữu phần sát với cái chữ phá quăng gá. Chữ hữu phần á, nó có nghĩa là giống như là một cái dấu hiệu của sự sống. Còn cái chữ hộ kiếp á, là nó có nghĩa là giữ gìn cái đời sống. Thì tại sao mà có cái tâm này được gọi với cái tên như vậy? Là bởi vì cái dòng tâm thức của chúng ta từ khi mà khởi đầu cho một kiếp sống và cho đến cái tâm cuối cùng gọi là cái tâm tử, thì cái dòng tâm thức của chúng sinh đó, nó được diễn biến liên tục không có gián đoạn. Tức là tâm này sanh lên, diệt đi thì đến cái tâm khác, sanh lên rồi diệt, rồi đến cái tâm khác, sanh là diệt. Chỉ xin nhắc lại là không bao giờ có hai tâm sanh lên cùng một lúc, mà trong một thời điểm chỉ có một tâm thôi. Và khi mà một cái tâm này sanh lên rồi đó, thì nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian tương đương với các tâm khác, chứ không có cái tâm nào mà cái thời gian dài hơn hay là ngắn hơn cái tâm khác, mà tất cả các cái tâm pháp nó sanh lên nó đều cùng một cái thời gian giống nhau. Và cái thời gian đó được tồn tại trong ba giai đoạn gọi là sinh trụ diệt, tức là thời gian bắt đầu, cái thời gian tồn tại và mất đi. Đó là ba cái giai đoạn của một cái tâm, gọi là ba, trong ví dụ pháp gọi là ba cái sắc na tiểu. Thì khi mà cái tâm tục sinh mà sanh lên đó, thì cái tâm tục sinh đó diệt đi, rồi cái tâm kế tiếp sanh lên, rồi tiếp tục diệt đi như vậy.
tôi minh họa bằng từng cái dấu chấm liên tục như thế này, vô số. Và khi mà cái tâm tục sinh diệt đi rồi á, cái tâm kế tiếp sanh lên á, được gọi là cái tâm phá quan gá, tâm hữu phần. Và cái tâm hữu phần này nó cùng loại tâm với cái tâm tục sinh. Tức là cái tâm tục sinh nó loại tâm nào thì cái tâm hữu phần cũng chính là cái tâm đó, và cái tâm tử cũng chính cùng một loại tâm. Cùng một loại tâm chứ không phải là một tâm. Bởi vì tâm là như chúng tôi nói các vị là nó sanh diệt trong một khoảng thời gian một. Trong khoảng thời gian nháy mắt là đã hàng tỷ lần rồi. Thì cái tâm cũng không có một cái tâm nào nó tồn tại từ đầu kiếp sống cho đến một cái thời gian nào hết, mà nó là sanh đi, nó sanh diệt với một cái tốc độ không có thể dùng một cái đơn vị thời gian nào nói. Ở vì pháp chỉ đề cập đến cái đơn vị thời gian đó là một cái sát na. Thì cái sát na tục sinh diệt đi, thì cái sát na thứ hai trở về sau đó được gọi là cái sát na hộ kiếp. Và cái sát na hộ kiếp á, cái sát na hay là cái tâm hộ kiếp khi này á, là nó có cái vai trò là nó giữ gìn. Nó giữ gìn cái đời sống đó, nó được tồn tại, nó được liên tục. Nó tiếp nối cho đến khi nào mà chúng sinh đó hết tuổi thọ và mệnh chung. Và cái tâm hộ kiếp này á, cái vai trò của cái tâm hộ kiếp này á, bắt cảnh đó là nó bắt cảnh một cảnh quá khứ và bắt cảnh mờ nhạt. Và do đó chúng ta khi mà những khi mà chúng ta không biết gì đó, thì khi đó cái tâm của chúng ta nó không có mắt, mà đó chính là cái giai đoạn của cái tâm hộ kiếp. Và khi chúng ta tỉnh lại đó, thì chúng ta cũng không có nhớ gì hết, bởi vì cái cảnh của cái tâm hộ kiếp nó rất là mờ nhạt. Cụ thể giống như là khi chúng ta ngủ hay là khi mà chúng ta hôn mê, thì khi đó tâm thức vẫn còn, nhưng mà hoàn toàn là mình không biết gì hết. Là bởi vì cái cảnh của tâm thức đó, nó không có rõ rệt giống như là cái cảnh mà chúng ta nhận thức ở bên ngoài. Và cái tâm hộ kiếp và cái chính là cái tâm được gọi là cái tâm chủ quan ở trong đời sống. Và cái tâm hộ kiếp này nè, nó sanh liên tục cho đến khi nào mà cái tâm hộ kiếp này nó bị tác động bởi một cái cảnh bên ngoài. Dạ. Nó được tác động cái cảnh bên này, bên cái tâm hộ kiếp tác động với cái cảnh. Dạ, đây chúng ta gặp cái cảnh. Thì khi này tâm hộ kiếp đó, nó gián đoạn, nó sẽ nhường cho các cái tâm khác sanh lên, chẳng hạn giống như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức vân vân, rồi tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện vân vân. Rồi khi cái dòng cái tâm thức á, mà biết cái cảnh, chẳng ví dụ như là cái cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, sau khi mà cái tâm nó nhận biết cảnh rồi và cái dòng tâm thức nó dừng lại, thì cái tâm hậu kiếp nó tiếp tục nó sanh. Đây tôi khó có biết màu để minh họa cho các vị cho rõ. Thì khi mà cái tâm biết cái cảnh bên ngoài đó nó diệt đi đó, thì cái dòng cái tâm hộ kiếp tiếp tục sanh lên nối tiếp cái dòng tâm thức cho đến khi nào mà có cái tác động bên ngoài. Chẳng hạn như lúc đầu chúng ta thấy một cái cảnh nào đó, giờ chúng ta thấy, và khi mà chúng ta thấy một cái cảnh nào đó, đó thì có thể khởi lên cái tâm tham, tâm sân, tâm si chi đó. Rồi hết cái dòng tâm tham, tâm sân, tâm si đó thì tiếp tục là hộ kiếp. Rồi khi mà có cái cảnh khác tác động vào, chẳng hạn giống như đến cái giai đoạn này chúng ta nghe một cái tiếng nào đó là nghe, thì cái dòng tâm thức ở đây nó gián đoạn, nó nhường cho các cái tâm khác sanh vào. Thì cũng giống như trường hợp khi chúng ta thấy. Rồi khi mà chúng ta nghe một cái tiếng nào đó, rồi cái tâm thức của chúng ta nó làm việc, rồi nó xử lý, rồi nó khởi lên cái thiện hay cái bất thiện gì đó, nó hết cái dòng tâm thức đó, thì nó tiếp tục là hộ kiếp.
Nói như vậy có nghĩa là trong cái đời sống của chúng ta đó là phần lớn cái thời gian đó là cái tâm, là cái tâm hộ kiếp. Rồi khi nào mà chúng ta mắc cảnh bên ngoài đó thì có cái tâm khác sanh vào, nó làm việc, nó làm việc xong đó, thì tiếp tục đó là tâm hộ kiếp. Như vậy thì cái dòng tâm thức ở bên ngoài nó sanh vào đó được gọi là, gọi là cái tâm khách quan. Vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm chủ quan á, tức là cái tâm làm việc theo cái nghiệp lực của chúng sinh ở trong đời quá khứ. Và cái tâm này á, chúng ta không có thể tu tập được. Bởi vì sao? Là bởi vì tâm này vốn là cái tâm quả. Ở trong đời quá khứ chúng ta tạo cái nhân nào thì bây giờ nó cho cái quả đó, và cái quả đó nó không có thay đổi. Ví dụ như là ở trong đời quá khứ một chúng sinh nó làm một cái việc thiện nào thì việc thiện đó nó cho rất là nhiều cái tâm quả, trong đó có cái tâm quả là cái tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Và cái tâm đó đó nó cho chúng sinh nó tục sinh ở trong các cái cõi vui tương ứng theo cái hạnh nghiệp, như là cái cõi người, cõi chư thiên vân vân. Thì khi mà chúng sinh nó tục sinh bằng cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ thì trong suốt cái kiếp sống đó, cái tâm đó nó cứ sanh đi sanh diệt, sanh diệt sanh diệt cho đến cuối cùng cũng là cái tâm thiện thọ hỷ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, chứ không có thể có cái tâm khác. Và nếu chúng sinh đó trong kiếp sống đó có chức thánh quả chăng nữa, dù là A-la-hán quả, thì tục sinh bằng cái tâm nào thì cùng khi mà chết nó cũng chính là cái loại cái tâm đó. Cái tâm này nó là cái tâm không có tu tập được. Cái tâm tu tập được chỉ là cái những cái tâm ở, cái tâm mà chúng ta nhận thức cái cảnh ở bên ngoài gọi là cái tâm khách quan, thì trong đó có một số tâm thì mới có thể tu tập được. Còn cái tâm hộ kiếp thì chỉ là cái tâm nối liền cái chuỗi dài của kiếp sống, chứ cái tâm đó là cái tâm nó hoàn toàn không có thay đổi, kể cả đó là vị chánh đẳng chánh giác. Thì nếu mà vị chánh đẳng chánh giác trong kiếp cuối cùng ngài tục sinh bằng cái tâm nào thì trong suốt cái khoảng thời gian kiếp sống đó thì cái tâm hộ kiếp đó cũng chính là cái tâm đó. Và khi ngài niết bàn thì cái tâm cuối cùng vẫn cứ là cái tâm giống như là khi cái tâm tục sinh. Rồi đến đây tôi nhắc lại một cái ví dụ, một cái ví dụ kinh điển mà trong kinh thường nhắc đến, đó là cái ví dụ của một người nằm ngủ. Mà hôm trước tôi có nhắc đó, là cái dòng tâm thức của chúng ta đó được ví dụ giống như là một người nằm ngủ. Người nằm ngủ á không có nghĩa là họ chết, chẳng qua là cái tâm của họ muội lượng. Và cái tâm của họ, của người nằm ngủ khi này được gọi là cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm chủ quan. Và khi mà họ đang ngủ như vậy đó, nó có một cái tiếng động, có một cái cảnh tượng nào đó tác động vào cái tâm trí của họ. Thì khi đó họ giật mình thức dậy. Giống như là một người đàn ông nằm ngủ nghe cái tiếng trái xoài rụng, là do cái tiếng trái xoài nó tác động vào nhĩ căn, tức là cái tai của người đó, cho nên người đó mở mắt ra. Thì khi người đó mở mắt ra, nó được ví dụ giống như là cái tâm khai ngụ môn. Rồi khi người đó mở mắt ra đó, thì người đó thấy trái xoài. Thì khi mà thấy trái xoài đó được gọi là cái tâm nhãn thức. Và nếu mà đây là cái trái xoài, đó là một cái thức ăn ngon, chứ không phải là thấy một cái hình ảnh gì xấu xa, thì cái trái xoài đó là cái tâm nhãn thức, đó là cái tâm nhãn thức quả thiện, bởi vì nó là cái kết quả của các cái tâm thiện. Rồi khi mà thấy cái trái xoài đó, đó người đó mới đi đến nhặt cái trái xoài nó lên. Thì khi mà nhặt trái xoài nó lên đó, được ví dụ giống như là cái tâm tiếp thâu. Rồi khi mà nhặt trái xoài đó lên đó, thì người này xem xét cái trái xoài đó như thế nào thì đó gọi là quan sát. Rồi khi mà người đó
quan sát á, thấy trái xoài này nó còn mới, nó không có bị hư, hoàn toàn có thể ăn được. Người này xác định là trái xoài này ăn được, thì đó là giai đoạn đoán định. Và khi người này, vị này đưa cái trái xoài lên miệng để cắn mạng, thì đó là cái giai đoạn, gọi là cái giai đoạn động lực. Và chữ động lực thì nó có nhiều cái rất là khó dịch. Cái chữ này là cái chữ rất là khó dịch. Tôi chỉ tạm giải thích các vị, đó là cái tâm động lực, tức là cái tâm xử lý cái cảnh mà chúng ta tiếp nhận. Thì xử lý ở đây tức là khi mà gặp cái trái xoài rồi quan sát trái xoài đó và xác định trái xoài ăn được, thì người này mới xử lý bằng cách là người ăn. Thì giai đoạn xử lý này đó thì được gọi là cái động lực. Và nếu mà trái xoài đó mà trái xoài ngon, thì người này ăn xong đó thì cũng còn tiếc, có thể là liếm môi hay liếm tai, thì cái hành động này được gọi là giai đoạn na cảnh hay là dư cảnh. Rồi khi mà ăn xong rồi liếm tai, liếm môi vân xong đó, thì người đàn ông này trước đây cũng còn đang ngủ ngon vì tiếng động của trái xoài cho nên thức dậy. Tuy nhiên sau khi ăn xong thì ông cũng không thấy việc làm nào khác, cho nên ông ngủ lại. Thì tức là cái tâm nó rơi vào hữu phần trở lại. Thì cái ví dụ này đó, để cho chúng ta dễ nhớ về cái tiến trình sinh diễn của cái tâm mà qua cái ngõ, gọi là cái ngõ, qua cái ngõ mắt, gọi là cái nhãn môn. Thì chúng ta học lộ trình tâm này á, nó là một cái cách mà để chúng ta ôn lại các cái bài đã học. Thì nãy giờ chúng tôi nói các vị đó là chúng ta nói về các cái những cái việc làm của tâm. Đầu tiên á, là cái việc làm á, là tâm nó dẫn đi tái sinh. Rồi khi mà cái tâm tục sinh lên rồi đó, thì cái việc làm kế tiếp đó là cái tâm, gọi là cái tâm hộ kiếp hay là hữu phần, tức là nó duy trì cái đời sống của chúng sinh. Thì cái tâm tục sinh, tâm hộ kiếp hay là tâm hữu phần, rồi đến cái tâm tử đó, thì gồm có 19 loại tâm. Tục sinh bằng cái tâm nào thì hữu phần cũng chính là tâm đó, và tâm tử cũng chính là tâm đó. Do vậy tâm tục sinh có 19 tâm, thì tâm hộ kiếp cũng có 19 và tâm tử cũng có 19. Như vậy thì ngày hôm trước đó, khi chúng ta học về các cái việc làm của tâm đó, thì khi đó tôi cũng chưa có nói rõ là mỗi cái việc làm đó, thì có bao nhiêu tâm. Thì ở trong cái phần lộ trình tâm này đó, chính là cái thời gian mà để chúng ta nhắc lại các cái bài học đã học, và đồng thời chúng ta đi sâu hơn. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta học về trở lại 14 cái việc làm của tâm đó, thì trong đó ba cái việc làm đầu tiên là tục sinh, hậu kiếp và tử. Thì ba cái việc làm này đó là có tất cả là 19 tâm làm cái việc này. Đó là hai cái tâm quan sát thọ xả và 8 tâm đại quả, 8 tâm đại quả dục giới, tịnh hảo và 9 tâm quả đáo đại. Thì 9 tâm này, 19 tâm này á, làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho tất cả chúng sinh trong tam giới, trừ chúng sinh khỏi vô tưởng. Rồi trở lại cái hình ảnh ví dụ của một người đang ngủ, là khi mà có cái cảnh bên ngoài tác động vào á, thì người này mở mắt ra đó là được chỉ cho cái tâm khai ngủ môn. Và như vậy đó là cái việc làm á, của cái tâm khai, cái chức năng thứ tư mà gọi là cái khai môn á, thì nó có hai tâm là khai ngũ môn và khai ý môn. Thì cái cảnh nào mà do các cái giác quan của chúng ta tiếp nhận, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cái cảnh đó gọi là cái cảnh ngủ. Còn cái cảnh nào mà chúng ta nhận biết không có thông qua năm giác quan này thì gọi là cái cảnh ý.
Thì chúng ta nhớ lại rằng là nói về môn á, thì có tất cả là 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Gọi là môn á, chính là cái cánh cửa mà từ đó đó cái cảnh bên ngoài nó có thể tác động vào trong cái dòng tâm thức, hay từ cái cửa này mà tâm thức á, có thể nhận biết cảnh. Và chúng ta có tất cả là 6 cái cửa mà nhờ đó tâm thức biết được, gồm có cửa nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì bất luận cái tâm thức nào mà nó sanh trong cái dòng tâm thức này thì nó cũng phải được diễn qua. Cái tâm khách quan nào mà nó sanh trong cái tâm thức đó là nó đều phải qua một trong 6 cái cửa này. Do vậy đó, nói về lộ tâm thì chúng ta có khái quát đó, thì chúng ta có tất cả là 6 lộ. Yeah. Là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Ở đây là chúng ta ôn lại bài thôi. Và khi mà chúng ta học về cái tâm nhãn thức, các cái tâm trong ngũ song thức gồm có nhãn thức, chỉ thức, tỷ thiết thức, thiệt thức, thân thức á, thì chúng ta nhớ lại là cứ mỗi cái tâm mà nó sanh lên á, là nó phải có cái điều kiện để nó sanh lên. Thí dụ giống như là điều kiện mà để chúng ta biết thấy được cái cảnh sắc á, là trước hết á, là chúng ta phải có cái thần kinh thị giác, tức là con mắt chúng ta vẫn còn tốt, có thể thấy đường. Cái thứ hai là chúng ta có cái để chúng ta nhìn, có cái cảnh để mình thấy. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta phải có cái ánh sáng đủ để mà mình thấy đường. Và cái thứ tư là phải có cái sự chú ý. Thì cái này các vị có thể coi lại bài cũ. Tức là mỗi khi mà một cái tâm nhãn thức, hay nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh lên á, hay là tâm ý môn mới sanh lên á, là nó đều phải có cái điều kiện của nó. Vậy thì để mà từ một cái tâm khách, xin lỗi, từ một cái tâm chủ quan á, tức là cái tâm hộ kiếp á, nó dừng lại đó, thì khi đó cái việc đầu tiên á, là nó phải có cái cảnh bên ngoài nó tác động, hay là một cái cảnh nào đó do cái tâm trí của chúng ta suy nghĩ đến. Thì khi đó đó, cái dòng tâm thức của chúng ta nó bắt đầu nó mở ra bằng cái khai ngũ môn hay là cái khai ý môn để mở đầu cho một cái dòng cái tâm thức ở bên cái tâm thức khác ngoài cái tâm chủ quan, đó chính là cái tâm khách quan. Và cái dòng tâm thức đó nó mở qua 6 môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, vân vân cho đến là ý môn. Thì cái tâm nào mà do mắt nhận, do nhãn thức mà sanh lại mà có đó, thì cái tâm đó được kể vào cái tâm sanh trong cái lộ nhãn môn. Cái tâm nào mà sanh lên do nhĩ thức nhận biết cái cảnh, nhận biết cảnh, thì cái tâm đó được gọi là cái tâm sanh trong cái lộ nhĩ môn. Tương tự đối với tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Đó là 6 cái lộ tâm mà bất cứ cái tâm nào, tâm khách quan nào sanh lên nó cũng có qua cái 6 cửa này, gọi là cái 6 lộ. Và ở trong 6 lộ này đó, thì chúng ta có thấy rằng là 5 lộ đầu tiên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tuy rằng là cái lộ nhãn nó khác nhĩ, nhĩ nó khác tỷ, tỷ nó khác thiệt, tương tự đối với thân, nhưng mà ngoài cái tâm mà biết cảnh ra đó, thì cái trình tự nó giống nhau. Chẳng hạn giống như là chúng ta có một cái biểu đồ này. Ở trong cái biểu đồ này, theo cái cách minh họa của sư Giác Nguyên đó, thì trước hết đó, là chúng ta có 2 màu là màu xanh và màu đỏ. Và trong cái màu xanh đó có cái nhạt và đậm. Cái nhạt á là chỉ cho cái dòng tâm thức chủ quan. Còn cái đậm á là, xin lỗi các vị, là trong cái màu xanh này đó
là tất cả đó, cái nào màu xanh đó thì cái đó đều là cái tâm quả hết. Chỉ có phân biệt á, là cái đậm cái nhạt á, là cái tâm nào mà là tâm chủ quan á, thì cái đó, cái tâm này nó được minh họa bằng cái màu nhạt. Còn cái tâm quả nào mà cái tâm khách quan á, thì cái tâm quả nó được in màu đậm. Rồi cái tâm màu đỏ đó, tức là chính là cái tâm động lực. Cái tâm này là cái tâm nhân chứ không phải là cái tâm quả. Như vậy thì nhìn ở trên cái biểu đồ này đó, thì trước hết là chúng ta thấy hai màu, màu xanh và màu đỏ. Màu xanh chỉ cho những cái tâm quả, và màu đỏ đó là chỉ cho những cái tâm mà có thể tạo ra quả, tức là những cái tâm nhân, hoặc là cái tâm đó nó có một cái chức năng giống như là cái tâm tạo ra quả, nhưng mà do vì đoạn trừ phiền não cho nên không còn cái khả năng tạo quả, đó chính là cái tâm duy tác. Thì nói cách khác, cái tâm màu, cái biểu đồ màu đỏ ở đây chính là cái tâm thiện, bất thiện hoặc là tâm duy tác, tức là những cái tâm có khả năng tạo ra cái quả, chỉ trừ trường hợp là cái tâm duy tác và tâm của vị A-la-hán. Lẽ ra cái vai trò tâm đó nó cũng là cái tâm thiện, nhưng mà do vì các ngài đã đoạn trừ cái chủng tử tái sinh cho nên nó không có để lại quả, nhưng mà cái chức năng của nó thì nó cũng tương đương với cái tâm thiện. Thì ở trên biểu đồ này các vị thấy rằng có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Màu xanh chỉ cho cái tâm quả và màu đỏ chỉ cho cái tâm nhân. Trong màu xanh á, màu nhạt á, chỉ cho cái tâm chủ quan, và màu đậm á, chỉ cho tâm khách quan. Thì cái tâm chủ quan chính là cái tâm hữu phần. Và cái tâm hữu phần này á, có những cái tên gọi khác nhau. Trong nó cũng là một cái loại tâm đó thôi, nhưng mà khi mà bị một cái cảnh tác động vào đó thì cái tâm đó nó bị dao động, và nó dao động đây cho đến mức là nó dừng lại, nó không còn sanh thêm cái tâm tương tự như vậy, mà nó nhường cho các cái tâm khác, nó bị gián đoạn. Và những cái tâm mà nó bị dao động đó nó được cái tên gọi khác nhau. Thì cái phần này chúng ta sẽ học, sẽ nói rõ hơn, sẽ nói ở trong cái phần sau. Thì cái màu nhạt này thì chúng ta cũng thấy nó cũng vốn là cái tâm hữu phần thôi, nhưng mà do vì nó bị dao động. Thì khi mà một cái cảnh ở bên ngoài, ở đây cái trên biểu đồ này lấy cái ví dụ là gặp một cái cảnh sắc xanh lên, thì khi mà một cái cảnh sắc đó nó tác động ở bên ngoài, nếu nó có đủ điều kiện là cái cảnh sắc đó nó tiếp xúc với cái thần kinh thị giác của chúng ta, và cái thần kinh thị giác, cái cảnh và cái thần kinh thị giác gặp nhau, căn cảnh gặp nhau đồng thời, có đủ cái ánh sáng thích hợp vừa đủ cho cái thần kinh thị giác của chúng sinh đó, chẳng hạn giống như là chúng ta là cái cõi nhân loại thì cái ánh sáng làm sao nó vừa chừng với cái con mắt sinh lý của con người. Nếu mà đó là loại bàn sinh thì nó cái ánh sáng nào đó mà nó thích hợp với cái điều kiện sinh lý của cái con mắt của cái loài đó. Rồi đồng thời đó là hãy có cái sự chú ý, thì khi đó cái dòng tâm thức hữu phần hay là cái dòng tâm chủ quan nó dừng lại, nó nhường cho cái tâm khác. Nó nhường lại ở đây tức là thí dụ giống như là một chúng sinh được tục sinh bằng cái tâm, một cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vân vân, thì khi này cái tâm tục sinh đó nó dừng lại mà nó nhường cho cái tâm khác với cái tâm khi tục sinh, hay là nó nhường lại một cái tâm khác không phải là cái tâm hữu phần. Và ở trên cái biểu đồ này chúng ta thấy cái chữ K và số 5 chỉ cho là khai ngũ môn, và chữ K là khai ngũ môn. Thì cái tâm khai ngũ môn nó giống như là một cái cảm biến, hay là nó giống như là cái mí mắt nó mở cái mí mắt ra. Thì khi đó là cái tiếp theo là cái tâm nhãn thức, rồi tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đoán định, rồi động lực. Cái tâm động lực rồi sanh lên 7 lần. Rồi hai cái tâm na cảnh là làm cái việc còn dư sót. Rồi sau cái tâm na cảnh này đó thì tiếp tục lại là nó tiếp tục vô số lại tâm hữu phần. Tâm hữu phần tức là cái tâm chủ quan, cái tâm
hữu phần, giống như là cái ba tâm đầu thôi, nhưng mà do gì sau này chúng ta chút nữa chúng ta sẽ nhắc lại tại sao nó có ba cái tên khác nhau. Thì chúng ta thấy ở đây nè, là ở đây là minh họa bằng là cái cảnh sắc, cho nên ở cái tâm này á, là cái tâm nhãn thức. Cái tâm chỗ này là nhãn thức. Nhưng mà nếu ở đây là cảnh thinh, ví dụ ở đây là cảnh thinh, thì ở đây á, sẽ là cái tâm nhĩ thức sanh lên. Nếu mà ở đây đó là cảnh khí, tức là cái thuộc về mùi vị, thì chỗ này đó thì sẽ là cái tâm tỷ thức. Tương tự như vậy. Như vậy thì mặc dù là trong sáu lộ có tất cả là sáu lộ, lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý, nhưng mà trong cái cách sinh diễn của năm lộ thuộc về giác quan vật chất á, là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì cái cách mà cái tâm nó sinh, nó tiếp nhận cảnh và nó xử lý cảnh á, thì hoàn toàn giống nhau. Và do vậy trong cái lộ trình tâm á, thì chúng ta nói gọn hơn là chỉ có hai lộ thôi, đó là lộ ngũ môn, được chia làm hai là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Lộ ngũ môn á, là bao gồm năm lộ, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân. Nhưng mà do vì những cái tâm lộ này nó sinh giống nhau, cho nên là chúng ta được nói khái quát hơn nữa là chỉ còn có hai lộ thôi, là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Rồi khi mà cái tâm thức của chúng ta nó gặp một cái cảnh nào đó, đó thì cái cảnh đó nếu mà nó thuộc về cái cảnh ngũ, tức là nó nằm trong năm cảnh năm lộ đầu tiên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì khi đó đó cái cảnh đó nó khác với cái lộ ý môn về cách tiếp nhận cảnh, về cái tiến trình sinh diễn. Còn mà nếu mà giữa cái lộ nhãn và lộ nhĩ, giống như là tôi vừa trình bày các vị đó, thì nó chỉ khác nhau là cái đối tượng thôi, đối tượng tức là cảnh, nó khác nhau về cảnh và nó khác nhau đó là về cái tâm nhận ra, cái tâm nhận biết cảnh đó. Nó ví dụ giống như là trong cái bộ máy của chúng ta đó, thì nó có nhiều cái sensor, có nhiều cái cảm biến. Có những cái sensor nó cảm biến về ánh sáng, có những cái sensor nó cảm biến về cái nhiệt độ, có những cái sensor nó cảm biến về cái chi đó. Thì tùy theo cái cảnh tượng ở bên ngoài mà cái sensor nào nó mở lên. Chẳng hạn giống như là khi mà cái máy mà chúng ta dùng quá lâu thì nó nóng, thì khi đó cái cảm biến nhiệt đó là nó bật lên. Rồi nếu mà cái sensor đó là nó là cái cảm biến ánh sáng, thì khi nào nó có ánh sáng đó, thì nó sẽ làm việc. Thì cái tâm khai ngũ môn đó, nó có cái vai trò là nó là một cái cảm biến cho cái dòng tâm thức, là hãy khi mà có cái cảnh nào đó thì nó mở lên, và khi đó nó, cái tâm của chúng ta nó sẽ tùy theo cái cảnh mà nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức nó sanh lên. Còn riêng đối với cái ý thức đó thì nó khác. Chính vì như vậy đó, chúng ta gồm cái năm cái lộ đầu á là kể là lộ ngũ môn, và cái những cái tâm mà sinh ra thuần túy về cái ý á, thì chúng ta để riêng cái lộ ý môn. Thì ở trong đầu tiên đó, thì chúng ta học về cái lộ ngũ môn này á, thì cái lộ ngũ môn được chia làm
Được, lộ ngũ môn. Ngày lộ ngũ môn này đó, thì nó có tất cả là sáu cái, xin lỗi, nó có tất cả là bốn cái cảnh. Lộ ngũ môn nó có bốn cảnh, tức là có những cái cảnh mà các cái giác quan của chúng ta đó nhận biết cảnh nó dễ dàng rõ ràng, còn có những cái cảnh thì không có được rõ ràng cho lắm, còn có cái cảnh thì nó không có rõ ràng, và có những cái cảnh thì hoàn toàn là mờ nhạt, gần như là không có. Thì đối với cái lộ ngũ môn ấy, chúng ta ngoài cái cảnh mà chúng ta gọi là đối tượng của từng cái tâm thức, như là cái cảnh đối tượng của nhãn thức là cảnh sắc, đối tượng của tỷ thức, của nhĩ thức là cảnh thanh, của tỷ thức là cảnh khí, vân vân. Thì ngoài ra đó thì nó còn được phân ra cái cảnh theo cái cường độ hay là cái mức độ mạnh yếu. Thì cái lộ ngũ môn á, được chia làm bốn cái trường hợp theo bốn cái cảnh khác nhau, đó là cảnh rất lớn, rồi cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thật ra ở đây á, là chúng ta gọi là cái cảnh rất lớn hay là cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ đó, là trước hết là các vị dịch sát theo cái chữ Pali. Cái chữ cảnh rất lớn á, từ chữ Pali là chữ Atimahanta. Chữ á tí là cái gì mà nó thái quá, mà chúng ta dịch là rất lớn hay là cực lớn, còn chữ mã hăng tá là lớn. Nhưng mà chữ cái lớn cái nhỏ ở trong cái lộ ngũ môn này á, là không phải là do vì cái kích thước chiều kích lớn nhỏ, giống như là cái cách mà chúng ta nói về cái cảnh sát, cái cảnh quan mà chúng ta thấy bằng mắt, mà cái cảnh rất lớn, cảnh lớn nhỏ và rất nhỏ ở đây đó chỉ cho cái cường độ, cái mức độ mạnh hay yếu, mà nhờ đó tâm có thể nhận biết cảnh dễ dàng hay là khó khăn, hay là rất khó khăn, hoặc là hoàn toàn không thể. Ví dụ giống như là có những cái cảnh tượng mà nó rõ ràng, chúng ta nhìn là chúng ta thấy liền. Rồi có những cái cảnh tượng là nó không có được rõ ràng lắm, là chúng ta phải chú ý một chút thì chúng ta mới thấy. Đó là cái cảnh tượng nào mà rất là rõ ràng, nhìn là thấy liền á, thì cảnh nó gọi là cảnh rất là lớn. Cái cảnh nào mà chúng ta phải chú ý một chút á, thì chúng ta thấy á, thì gọi là cái cảnh lớn. Cái cảnh nào á, mà phải là rất rất là chú ý lắm á, thì mới có thể thấy được, nhưng mà thấy một cách khó khăn là cái cảnh nhỏ. Còn cái cảnh nào đó thì gần như là chúng ta không nhận được ra cái gì hết, thì cái đó gọi là cái cảnh rất nhỏ. Tương tự đối với cái đối tượng của tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Cũng được chia ra làm bốn cái trường hợp, đó là cái cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Thì mà những cái lớn nhỏ ở đây đó là do vì các ngài dịch sát theo cái chữ Pali, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Và phần lớn các sách, như là những vị đệ tử của ngài Hòa Thượng Tịnh Sử á, thì vẫn giữ nguyên cách dịch của ngài Hòa Thượng Thượng, và do đó là hầu hết các cái sách đó thì cũng dùng cái cách gọi này. Và tôi cũng giữ luôn cái cách này là do của mấy vị thầy của mình. Cái thứ hai nữa đó là để cho các vị đọc sách nó dễ hơn, chứ mỗi vị mà dịch một kiểu đó thì càng khó khăn cho các vị học viên. Thì trở lại cái lộ ngũ môn này đó, nó có bốn cái đối tượng hay là bốn cảnh, đó là cái cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cái cảnh rất là nhỏ. Và tùy theo các cái cảnh này mà cái dòng tâm thức của chúng ta đó thì nó khác nhau. Thì khi nãy đó tôi có vừa rồi đó tôi đưa cái biểu đồ này, đó là đây là cái biểu đồ mà
lộ tâm nhãn môn cảnh rất là lớn. Tức là cái cảnh mà nó có thể nó tác động cái dòng tâm thức của chúng ta một cách mạnh mẽ thì được gọi là cái lộ ngũ môn cảnh rất là lớn. Thì cái lộ ngũ môn tức là cái dòng tâm thức nào mà sinh lên thông qua cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì những cái dòng tâm thức đó được gọi là cái lộ ngũ môn. Và nếu mà cái cảnh đó, cái đối tượng đó mạnh mẽ rõ ràng, khi mà các căn môn của chúng ta tiếp xúc với cảnh lập tức biết được cái cảnh đó, thì cái cảnh đó được gọi là cái cảnh rất là lớn. Và trong trường hợp mà cái cảnh tượng mạnh mẽ như vậy đó, thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó sẽ diễn ra là gồm có, nó sẽ diễn ra như thế này, là trong cái tâm thức của chúng ta nó giống như là một cái chiếc phone. Và cái chiếc phone khi mà được gọi là cái tâm hữu phần á, nó giống như là cái chiếc phone mà trong lúc mà chúng ta tắt máy, chúng ta không có dùng đến, thì cái màn hình nó không có sáng. Tuy nhiên thì pin nó vẫn giữ liên lạc, và các cái con chip nó cũng không có làm việc, nhưng mà nó vẫn ở trong cái tư thế sẵn sàng. Thì cái, chứ không phải là cái phone hư. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta đó, là dù cho một người đang ngủ hay là một người hôn mê, thì cái tâm thức đó nó vẫn giữ liên tục như vậy. Nó khác cái trường hợp của một người đang ngủ, nó khác với một người chết. Mặc dù cả hai người khi mà tỉnh dậy đó, một người ngủ khi tỉnh dậy cũng không nhớ mình cái gì, nhưng mà cái người ngủ là cái có khả năng là người ta còn tỉnh dậy được, còn người đã chết rồi thì hoàn toàn lại không. Do vậy đó, là tuy rằng trong khi mà ngủ thì chúng ta không biết gì, thì nó cũng giống như là cái phone khi mà chúng ta không dùng, thì khi đó có thể là nếu hai cái phone để kế liền nhau, một cái phone nó đã hết pin và một cái phone chúng ta chưa có công việc dùng tới, thì nó không có khác nhau gì hết. Nhưng mà khi mà có phone gọi tới đó, thì hai cái phone nó khác biệt. Tức là một cái phone nó có thể nó màn hình nó bật sáng và nó đổ chuông được. Thì khi mà cái phone mà không dùng đến đó, được ví dụ giống như là cái tâm hữu phần. Và khi mà cái phone mà chúng ta dùng đến đó, là giống như là cái phone nó nhường chỗ, tức là nó không còn nghĩ nữa, mà nó nhường chỗ cho các cái tâm ở bên ngoài sanh vào, gọi là cái tâm khách quen. Và nếu đó là một cái cảnh, cái tâm chúng ta gặp một cái cảnh lớn, thì khi cái cảnh rất lớn, thì khi đó cái dòng tâm thức của chúng ta nó trước hết là nó bị dao động. Nó bị dao động. Và nếu đây là cái cảnh rất là lớn, tức là cái cảnh rõ ràng á, thì nó dao động trong ba sát na tâm. Và ba cái sát na hữu phần mà bị dao động đó, thì khi này nó được gọi bằng một cái tên khác. Chúng ta nhìn trên biểu đồ, chúng ta thấy rằng là có chữ V, chữ R và chữ D, thì được viết tắt cho ba cái loại tâm hữu phần mà khi bị dao động thì chúng ta gọi bằng ba cái tên khác, là gọi là vừa qua, chữ V đó thì bằng vừa qua, chữ R ở đây là rung động. Chữ VD ở đây thì bằng gọi là dứt dòng. Ba cái tâm hữu phần này thật ra là ba tâm này chính là, nó cũng là một tâm, cùng một loại tâm thôi, chứ không phải một tâm, cùng một loại tâm thôi.
Tức là cái hữu phần vừa qua là cái loại tâm nào thì rúng động cũng chính là cái loại tâm đó, và dứt dòng cũng chính là cái loại tâm đó. Và chúng ta còn nhớ là cái tâm tục sinh là tâm nào thì cái tâm hữu phần cũng chính là cái tâm đó. Do vậy là vừa qua rúng động dứt dòng là chỉ diễn đạt ba cái tâm hữu phần này nó bị cái cảnh tác động ở bên ngoài. Và gọi là vừa qua, gọi là chữ ati tap pha quan gá đó. Tức là khi mà cái tâm mà cái dòng tâm thức của chúng ta giống như mình đang ngủ gặp một cái tác động nào đó, đó thì nó giống như là chúng ta ví dụ giống như là khi mà một cái máy bay mà khi mà nó lên đinh nó tiếp đất á, thì do vì cái sức cản gió hay cái áp lực của chiếc máy bay đó, thì trước khi mà nó tiếp đất được đó, thì khi đó cái mặt đất đó, nó có bị dao động nhẹ, thì khi mà cái cảnh bên ngoài tác động vào đó, thì cái tâm hữu phần đó, nó có bị dao động với cái cảnh tượng đó. Nó dao động thôi chứ nó vẫn không có biết được cái cảnh đó, nhưng mà khi mà nó dao động đó thì nó dao động hai lần. Thì khi nó dao động hai lần á, thì cái dao động đầu tiên á, gọi là vừa qua, tức là một cái dao động, cái dao động đó nó chỉ là cái tên cho cái dao động thứ hai, gọi là cái rúng động. Vừa qua tức là cái giai động đó, cái hữu phần đó nó dao động và nó đã diệt đi, nó đã thuộc về cái quá khứ, cho nên gọi là vừa qua. Và ở đây đó là do vì cái cách dịch của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự là Ngài cố gắng dịch như thế nào đó để cho các vị học viên hiểu bài, chứ Ngài cũng không có dụng tâm. Ngài dùng những cái ngôn ngữ cầu kỳ, chẳng hạn giống như là cái tâm na cảnh đó, có một thời gian đó Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngày dịch là cái tâm mót. Cái tâm mót một cái cách diễn đạt rất là bình dân, giống như là chúng ta nói là chúng ta chắc mót, ăn mót vậy đó. Nhưng mà làm sao đó mà Ngài chỉ muốn rằng là miễn sao cái từ đó người học có thể dễ dàng hiểu thì Ngài dùng. Chứ còn Ngài cũng không có câu nệ rằng là cái từ đó là cái từ bình dân, cái từ đó là cái văn nói hay văn viết, hay là nó không được văn chưa vân vân. Đối với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài hoàn toàn Ngài không có theo cái tiêu chí như vậy. Thì cái hữu phần vừa qua đó là diễn đạt từ cái chữ Atita. Atita là nó thuộc về quá khứ, nhưng mà cái quá khứ này là cái quá khứ gần, cho nên Ngài dịch là vừa qua, tức là nó mới qua đi, nó mới vừa qua thôi, chứ nó khác với các cái hữu phần trước. Nó cũng thuộc về Atita quát tháo quan gá, nhưng mà nó đã lâu rồi. Còn cái này là cái hữu phần kế, cái hữu phần rúng động, cho nên gọi là hữu phần vừa qua. Còn cái hữu phần rúng động á, chỉ cho cái loại cái tâm hữu phần mà nó hoàn toàn nó bị dao động bởi cái cảnh khi mà chúng ta cái cảnh tác động. Rồi cái hữu phần thứ ba đó thì thật ra nó cũng chính là cái hữu phần rúng, là cả ba cái hữu phần này nó đều là hữu phần rúng động hết á. Nhưng mà chẳng qua đó là cái cuối cùng á, là nó là cái chấm dứt, cho nên gọi dịch là hay tịnh sự này gọi là dứt dòng. Còn cái đầu tiên á, là nó là cái trước hết, cho nên ngày gọi là vừa qua. Thì ba khi mà cái dòng tâm thức bình thường, gọi là cái dòng tâm hữu phần á, nó gặp cái cảnh ở bên ngoài tác động vào đó, thì nó sẽ có ba lần dao động đó, nếu đó là một cái cảnh, đó là một cái cảnh rất là lớn. Rồi sau ba lần dao động đó thì nó sẽ diễn ra một cái tiến trình gọi là khai ngũ môn, rồi một trong năm khai ngũ môn, rồi một trong năm thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thật ra một trong 10 chứ không phải một trong năm, bởi vì nhãn có 2, nhĩ có 2, tỷ có 2. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là một người gặp được một cái cảnh tượng rất là tốt, mà cái cảnh đó nó vốn là cái kết quả của một cái tâm thiện quá khứ. Do vậy cái tâm đó chính là cái tâm nhãn thức quả thiện. Và cái lộ trình tâm sẽ là hữu phần, ba hữu phần bị dao động khi gặp cái cảnh tác động vào, đó là hữu phần vừa qua, rúng động, dứt dòng.
Rồi cái hữu phần dứt vọng chính là cái hữu phần cuối cùng nhường cho các cái tâm khách quan. Tâm khách quan ở đây là cái tâm khai ngũ môn, có cái nhiệm vụ là khai mở, có nhiệm vụ là khai mở cái nhãn thức. Và cái tâm nhãn thức khai ngũ môn sanh lên thì cái tâm nhãn thức này, cái tâm nhãn thức quả thiện sanh lên. Bởi vì đây là cái, tôi lấy ví dụ là cái cảnh này là cái cảnh quả thiện. Thì khi mà cái tâm nhãn thức quả thiện sanh lên thì cái tâm tiếp thu quan sát cũng là quả thiện. Thế mà cái tâm nhãn, cái tâm ngũ song thức thì thuộc quả nào thì tiếp thu quan sát thuộc về quả đó. Do vậy chúng ta nhớ, chúng ta thấy rằng là trong 18 tâm vô nhân này thì có bảy cái tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện. Thì hễ mà tâm nhãn thức quả thiện thì cái tâm quan sát cũng quả thiện, cái tâm tiếp thu thì cũng quả thiện. Thì chúng ta lấy ví dụ là cái cảnh thấy ở đây là cái cảnh sắc thuộc về quả thiện, cho nên là cái tâm nhãn thức quả thiện sanh lên. Tiếp theo cái tâm nhãn thức quả thiện sanh lên rồi đó thì là hai cái tâm tiếp thu quan sát quả thiện. Rồi hai cái tâm tiếp thu quan sát quả thiện sanh lên, rồi kế đó là cái tâm gọi là cái tâm đoán định. Cái tâm đoán định này chính là cái tâm khai ý môn. Khai ý môn có hai việc làm. Thứ nhất là mở ra cho cái lộ ý. Thứ hai đó là làm cái việc đoán định ở trong lộ ngũ. Rồi cái tâm đó, khi mà cái tâm khai ý môn làm việc đoán định sanh lên đó, thì đó là giai đoạn của bảy tâm, gọi là bảy cái tâm động lực. Bảy cái tâm động lực này sẽ là một trong những cái tâm thiện hoặc là di tác dục giới, tức là gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện và 8 tâm di tác. Bỏ cái tâm quả này đi nghe. Cái tâm động lực, và cái tâm ứng cũng vì thế này. Rồi do vì cái cảnh này rất là mạnh, cho nên ví dụ ở đây là chúng ta là một người phàm không có tu tập, thì khi gặp một cái cảnh đẹp như vậy đó, thì cái tâm động lực này có thể sẽ là những cái tâm tham thọ hỷ, hợp tà hay là ly tà. Rồi do vì cái cảnh tượng này nó mạnh á, thì cái tâm tham nó sẽ sanh lên 7 lần. Và sau đó nó có một trong 11 tâm làm việc gọi là việc dư cảnh hay là na cảnh, hay là ngày định sự này còn gọi là cái tâm làm việc mót á, tức là làm cái dư sót. Và hồi nãy chúng ta nhắc đến cái ví dụ của người ăn xoài đó, thì nếu trái xoài nó ngon thì người này ăn xong á, thì còn liếm môi hay liếm tai. Thì nếu là một cái cảnh rất là lớn, nó tác động vào cái tâm trí, thì sau khi mà các cái tâm mà tạo ra cái quả, tức là cái tâm làm nhân á, gồm có thiện, bất thiện hoặc là di tác thì không có cho quả, nhưng mà nó có vai trò cái chức năng giống như là cái tâm nhân, tức là cái tâm có thể tạo quả đó, thì các cái tâm này sanh lên á, thì nó còn sẽ còn lại cái dư âm, cái dư hưởng, cho nên là các cái tâm quả khác nó sanh lên, nó làm cái công việc là nó hưởng lại cái cảnh còn dư sót của cái tâm động lực này. Thì ngày hôm nay đó là chúng ta học về cái khái quát, chứ chúng ta cũng chưa có đi rõ ràng các cái tâm nào làm việc nào. Nhưng mà thứ nhất là các vị hoan hỷ là nhớ cái ví dụ mà một ví dụ các ngài luận sư ngày ví dụ về người nằm ngủ khi mà nghe cái tiếng trái xoài rụng. Nhớ cái ví dụ này thì chúng ta sẽ nhớ được cái tiến trình sinh diễn của cái lộ tâm ngũ môn, tức là cái những cái lộ tâm mà sanh do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thì khi cái lộ
trong cái tiến trình này á, thì nó giống như là cái người, cái ví dụ của người nằm ngủ, cho nên là các vị cố gắng là nhớ cái ví dụ đó thì sẽ nhớ được cái trình tự của cái dòng tâm thức lộ ngũ môn. Thì gồm có cái gì? Thì gồm có ở đây các vị thấy này, là hồi nãy khi nãy tôi nói đó, là cái màu xanh đó là chỉ cho cái tâm quả, màu đỏ đó là chỉ cho cái tâm nhân, rồi trong cái màu xanh mà xanh nhạt á, là chỉ cho cái tâm hữu phần, và cái màu chỉ cho hữu phần mà cũng chính là cái tâm chủ quan, còn cái màu đậm á, là chỉ cho cái tâm khách quan. Thì cái tâm khách quan á, thì chỉ cho những cái tâm nào mà nằm ngoài cái tâm hữu phần. Thì ở đây chúng ta có các tâm nào là tâm hữu quan, các khách quan là tâm khai ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm đoán định, tâm động lực, tâm na cảnh. Thì cái tâm khai ngũ môn ấy chính là cái tâm làm việc khai ngũ môn ở đây ấy, chính là cái tâm khai ngũ môn. Rồi cái tâm nhãn thức ở đây ấy, chính là một trong hai cái tâm nhãn thức. Rồi cái tâm làm việc tiếp thu á, tất nhiên là hai tâm tiếp thu. Tâm làm việc quan sát á, là ba tâm quan sát. Tâm làm việc đoán định á, chính là tâm khai ý môn. Tâm làm việc động lực á, thì gồm những cái tâm mà chúng tôi tạm gọi là cái tâm có thể tạo ra quả, hay gọi là những cái tâm nhân. Thì gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm di tác, và tâm ứng cúng vi tiếu. Cái tâm ứng cúng vi tiếu và cái tâm di tác không có thể tạo ra quả, nhưng mà cái chức năng của cái tâm này, cái việc làm của tâm này thì nó cũng giống như là cái tâm đại thiện. Còn đối với các cái tâm còn lại đó, thì chỉ có thể sanh ở trong lộ ý chứ không có trong lộ ngũ, cho nên chúng ta không có kể ở đây. Thì chúng ta nhớ rằng là cái dòng sinh diệt của cái tâm thức nó vô cùng là nhanh. Và do đó khi mà mắt chúng ta là thấy cái cảnh sắc, ví dụ giống như là ở trên cái biểu đồ này là nhãn thức, tiếp thu, quan sát, đoán định, rồi 7 cái tâm động lực, rồi sau đó 2 cái tâm na cảnh á, thì chúng ta thấy cái động lực này nó có thể là thiện và có thể là bất thiện. Và nhiều người cứ nghĩ rằng là khi mà cái tâm chúng ta sanh lên như là nhãn thức nhìn cái cảnh sắc, thì chúng ta tu tập là chúng ta giữ gìn là làm sao với giai đoạn này nó chỉ là cái giai đoạn thiện mà không gọi là bất thiện. Nhưng mà học vi diệu pháp với chúng ta thấy rằng là do vì cái tốc độ tâm nó sanh diệt quá nhanh, thì hoàn toàn chúng ta không có thể nào mà chúng ta kịp tu tập hết. Mà ở đây nó là cái gì, nó sanh theo gọi là cái thường cận y duyên, hay là theo cái thói quen của chúng sinh đó. Cái thói quen của chúng sinh nó như thế nào thì khi mà gặp cái cảm sắc á, thì lập tức á, là cái tâm đó nó sanh lên chứ chúng ta không có kịp tu, bởi vì nó sanh không phải chỉ chừng này thôi, mà hàng tỷ cái lộ tâm như thế này nó sanh lên. Và do vì hàng tỷ cái lộ tâm sanh lên á, thì chúng ta mới có thể biết được rằng là cái tâm mình đang tham hay đang sân. Chứ nếu mà chỉ có một cái lộ tâm giống như là 17 cái sắc na tâm này sanh lên đó, thì không có cách nào mà chúng ta biết được hết. Như hồi nãy tôi nói các vị đó, là trong một nháy mắt đó, là cái tâm nó đã sanh lên hàng tỷ lần. Thì trong hàng tỷ lần đó có bao nhiêu lần là 17 lần sắc na này? Hàng tỷ lần mà chúng ta chia cho 17 lần đó, thì nó cũng còn quá nhiều, nó cũng còn quá nhanh để mà chúng ta có thể mà nhận ra nó được nó. Thì cái khi mà chúng ta học ở đây thì chúng ta sẽ thấy ra rằng là cái cách tu tập á, mà để diễn đạt theo cái một người tu thiền, mà để diễn đạt đúng như là chúng ta cứ tưởng tượng rằng là mình cái lộ tâm như thế này, là mình kiểm soát cái tâm của mình đó, là khi mà mắt thấy cái cảnh sắc rồi chúng ta phải tiếp thu như thế nào, quan sát như thế nào, đoán định như thế nào, để cái giai đoạn động lực đó, nó chỉ còn là cái tâm thiện. Thì thật ra nó không, mình không hoàn toàn không có thể làm được cái việc đó. Và
cái cách tu tập nó như thế nào đó thì chúng ta sẽ trình bày ở cái phần khác, ở đây chỉ tiện liên quan thì chúng ta nói thêm thôi. Như vậy thì ngày hôm nay đó, thì chúng tôi chỉ mới tạm cái giới thiệu các vị về cái tiến trình sinh diễn của cái tâm pháp với một cái hình ảnh minh họa đại loại như vậy. Thì trong ngày hôm sau đó, thì chúng ta bắt đầu học về chi tiết cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm bằng cái học, chúng ta sẽ học cái lộ ngũ môn này. Và chúng ta học cái lộ ngũ môn này trước, tức là những cái loại tâm thức mà được sanh lên thông qua năm cửa nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và năm cửa này nó có bốn cái trường hợp gặp cảnh, đó là cái cảnh rất là lớn, cảnh nhỏ và cái cảnh rất là nhỏ. Thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ xin nói sơ lược như vậy, và các vị nào mà chúng ta có thời gian thì cố gắng ôn lại các cái bài cũ, đặc biệt là 14 cái chức năng của tâm, hay còn gọi là 14 sự. Thì do vì như chúng ta thấy rằng ở trên cái biểu đồ này đó, thì đều gọi cái tên tâm theo cái vai trò, cái chức năng của nó, chứ không còn gọi các cái tâm khác. Chẳng hạn giống như là chúng ta có cái tâm gọi là cái tâm đoán định, hay là tâm động lực, hay là tâm na cảnh, thì đây đang nói cái tâm làm việc đó, chứ không phải là kể cái loại tâm. Ví dụ giống như là cái tâm động lực thì chúng ta thấy là trong đó có 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 8 đại tốt, rồi tâm ứng cúng vi tiếu. Thì khi mà một người mà thấy cái cảnh sắc đó, thì hoàn toàn có thể gồm có 29 cái tâm động lực này, một trong 29 tâm. Nhưng mà nó là như thế này, nếu trong trường hợp này đây, cái tâm động lực đầu tiên này mà nó sanh lên đó là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì 6 cái tâm còn lại nó kêu cùng một loại tâm, chứ nó không có cái trường hợp mà cái tâm động lực thứ nhất là cái tâm tham thứ nhất, rồi tâm động lực thứ hai là cái tâm tham, tâm sân hoặc là tâm thiện, không có. Mà là một cái quy luật của pháp hành, tức là khi mà cái tâm mà nó sanh lên, cái tâm với cái giai đoạn của động lực nó sanh lên, dù là 7 hay là 5 hay là 4, 1 chi đó, nhưng mà phần lớn là 7. Những trường hợp đặc biệt á, thì nó mới có 5 hay là 1 vân vân, nhưng mà phần lớn là 7. Thì khi mà cái tâm, 7 cái tâm động lực này nó sanh lên á, thì luôn luôn cùng một loại tâm. Tức là cái tâm động lực thứ nhất như thế nào, thứ hai cũng vậy, cho đến cái động lực thứ 7 á, nó cũng cùng một loại tâm, nó sanh diệt 7 lần như vậy. Thì cái giai đoạn này nè, chính là cái giai đoạn mà chúng ta có thể tạo cái thiện hay là ác, hay là chúng ta có thể thành tựu các cái tầng thiền định hay là đạo quả, chính là cái giai đoạn động lực này. Còn các cái giai đoạn trước đó, nó chỉ là một cái quy luật quy luật vận hành của cái tâm pháp thôi. Tức là khi mà một cái tâm mà nó tiếp nhận cảnh đó, thì nó sẽ diễn ra theo một cái quy luật nó như vậy. Còn cái việc mà chúng ta tu tập hay tạo quả hay không đó, là cái giai đoạn động lực. Nhưng mà giống như tôi vừa nói với các vị đó, là do việc cái tâm quá nhanh cho nên không có dễ dàng mà chúng ta suy luận rằng là mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, cố gắng giữ sao cho không có tâm tham, thì nó hoàn toàn nó không có kịp với một cái tốc độ sanh diệt vô cùng mau lẹ của danh pháp. Thì bài học ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu sơ lược về cái lộ trình tâm như vậy. Thì bữa kế sau thì chúng ta sẽ học rõ hơn về từng cái lộ tâm. Thì bài học sau cụ thể là chúng ta sẽ học về cái tâm lộ ngũ môn, cảnh rất là lớn, cảnh rất lớn với cảnh lớn. Dạ, yeah. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Chúc các vị ăn vui. Sa thú. Kính tri ân sư buổi học hôm nay. Kính tri ân sư. Dạ, xin chào tất cả các vị, chúc các vị ăn vui. Dạ, chúc sư ăn vui ạ.